Trên tay mình hiện tại đang là iPhone 5C, model đầu tiên về Việt Nam do cửa hàng Giao Vũ Mobile đưa về từ thị trường Trung Quốc. Tuy nhiên thì máy có thể sử dụng hoàn toàn bình thường với các SIM ở Việt Nam. Máy là phiên bản quốc tế 16GB. Cảm nhận đầu tiên về máy thì là thiết kế rất là tốt, dù có vỏ nhựa nhưng lại rất cứng, vỏ trơn nhưng cầm rất là chắc tay do các đường viền đã được bo tròn và mềm hơn so với iPhone 5. Máy cũng chạy rất là mượt, điều hành iOS 7. Ngay từ hôm mới phát hành thì máy đã có bản cập nhật 7.0.1. Đã 7.0 và đã có bản cập nhật phần mềm 7.0.1. Các tính năng của iPhone 5C thì sẽ không khác biệt nhiều so với cả iPhone 5 hiện tại. Tuy nhiên thì những so sánh nhanh cho thấy màn hình của iPhone 5C khá là sáng, sắc nét hơn so với iPhone 5. Phím home cũng vẫn được thiết kế truyền thống, tuy nhiên cảm giác hơi lồi hơn so với 5 và không có phím nhận diện vân tay như 5S. Ở viền máy là các cái phím cứng được làm bằng nhựa, tuy nhiên thì chất lượng gia công rất là sắc sảo, chắc chắn. Tương tự như phím bằng kim loại ở trên iPhone 5, đỉnh máy là phím nguồn, phía đuôi là cổng Lightning, giắc tay ngay 3.5 cũng như loa ngoài. Mặt lưng với logo quả táo màu đen. Hiện tại thì máy mới có phiên bản màu trắng về Việt Nam, các màu khác thì dự kiến sẽ có hàng trong những ngày tới.